Và Tùng mong rằng là ai mà đã xem chương trình ngày hôm nay này thì mọi người sẽ thích cái tha thu mà sao Tùng vẽ lên thôi. Tha thu mà sao Tùng vẽ lên thôi. Tha thu. Mình thích cái gì thì mình mặc cái đấy thôi, không nhất thiết là phải của một nhà thiết kế nào cả. À không, thực ra đây là một cái ngẫu hứng của Tùng và chị make up của Tùng thôi. À Tùng muốn rằng có một điểm nhấn khi mà Tùng xuất hiện tại chương trình ngày hôm nay. Và Tùng mong rằng là ai mà đã xem chương trình ngày hôm nay thì mọi người sẽ thích cái tha thu mà sao Tùng vẽ lên thôi. Sao Tùng vẽ lên thôi.